Artistry đưa khoa học và công nghệ lên một tầm cao mới với những phát minh đột phá giúp làm mới làn da của bạn. Bộ sản phẩm Artistry Youth Extend giúp làm giảm sự xuất hiện của nếp nhăn và vết chân chim, đem lại nét tươi trẻ rạng rỡ và làn da tươi sáng. Công nghệ của Artistry Youth Extend giúp làm mới làn da của bạn. Hãy cảm nhận làn da tươi trẻ hơn ngay từ tuần đầu tiên sử dụng. Tại Artistry, chúng tôi thực hiện những cuộc nghiên cứu trên phạm vi rộng, thử nghiệm những nguồn nguyên liệu thảo mộc từ khắp nơi trên thế giới và tinh lọc những nguyên liệu hiệu quả nhất được chứng nhận là bảo vệ và cải thiện làn da. Những nguyên liệu này khi kết hợp với công nghệ tiên tiến của Artistry tạo nên dòng sản phẩm chăm sóc da toàn diện giúp làm mới làn da ở từng tế bào. Giờ đây, chúng ta có thể đẩy lùi những dấu hiệu lão hóa giúp làn da tươi trẻ dài lâu. Khi chúng ta già đi, những tác động của môi trường sẽ làm gia tăng những tổn thương cho da, khả năng tự phục hồi của làn da giảm dần và những dấu hiệu lão hóa đầu tiên bắt đầu xuất hiện từ những nếp nhăn và vết chân chim và làn da mất dần sự tươi sáng mịn màng. Giờ đây, những nhà khoa học của Artistry đã khám phá được những bí quyết giúp phục hồi và làm mới làn da lão hóa, giúp da trông trẻ trung và rạng rỡ hơn. Chìa khóa giúp làm mới làn da chính là công nghệ LiveCert, loại thảo mộc quý hiếm của vùng địa Trung Hải. Ngoài ra, sản phẩm còn có các thành phần độc quyền của Artistry như Micro S6 Peptide giúp phục hồi những tổn thương và gia tăng lượng collagen của làn da. Chiết xuất từ quả bao bát châu Phi, được biết đến là cây của sự sống, kết hợp với các loại nguyên liệu khác từ nông trại hữu cơ của Amway, tạo nên công thức đột phá độc quyền giúp bảo vệ làn da tốt hơn, cho làn da vẻ trẻ trung không chỉ hôm nay mà mãi về sau. Nghiên cứu lâm sàng cho thấy 78% phụ nữ nhận thấy nếp nhăn và vết chân chim cải thiện rõ rệt chỉ sau một tuần sử dụng. Trải nghiệm mùi hương tinh tế của sản phẩm với sự kết hợp độc đáo của hoa hồng và hoa mộc lan hòa quyện với hương trà xanh, hương cam và gỗ tuyết tùng. Artistry giới thiệu sản phẩm tinh chất dưỡng da Youth Extend, công thức cao cấp từ công nghệ LiveCert với kết cấu nhẹ nhàng giúp làm mờ nếp nhăn và vết chân chim. Kem dưỡng ẩm da Youth Extend, dạng kem giàu độ ẩm giúp làm mới làn da, cho làn da mềm mại và trẻ trung hơn. Kem dưỡng da vùng mắt Youth Extend giúp làm mờ nếp nhăn và vết chân chim ở vùng da quanh mắt, cho đôi mắt rạng rỡ và trẻ trung hơn. Làm mới làn da của bạn, Artistry Youth Extend.